Kim Ngân xin mến chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Đây là cái cảng than đá mà sớm giờ thì mình không có thấy cái xà lan hoặc là cái tàu nào vô đây để mà cạp than đá lên trên cảng hết trơn. Hoặc là trên cảng ta nhận xuống xà lan á. Sớm giờ mấy anh mấy chú công nhân vệ sinh cái băng tải để cho mình vô nhận hàng á. Xịt nước ở trên thì người ta xịt nước, ta rửa nữa. Chiều hôm nay thì đinh đàn với hủ tiền quét dọn hầm hàng nè. Ôi, xong hết hai hầm luôn rồi hả? Được nhiêu đó hả Tiền? Hai đứa nãy giờ quét xong cái hầm hai hầm luôn rồi. Do là cái hàng mà con nhận tiếp theo là cái loại kêu bằng cái gì nè, cắm bắp, hình như mấy chuyến rồi ngon không có quét hầm hàng, tại vì mình cứ đi bã đậu không mà, cho nên là không có quét. Bây giờ mình chuyển sang một, mình chở một cái loại hàng khác, đó chính là cắm bắp, cho nên là mình phải quét hầm hàng sạch sẽ đó. Hai hầm được nhiêu bao đó, được nhiêu bã đó hả Đàn? Bỏ trước đi cho gà ăn. Sao quét hầm phê không Hủ Tiền? Hai đứa không nào lấy khẩu trang vậy chứ hả? Ôi ôi, đây bên đây còn chổi bên đây nữa nè, gom qua cái một luôn đi. Thuốc hút thì không có thiếu mà khẩu trang không có đeo. Cái băng tải này hồi sớm là ở phía trong băng tải là chở lúa mì, rồi người ta xịt nước, xả nước ở trong đó cho nó chảy xuống luôn nè. Lúa mì đầy dưới sông luôn nè, lúa mì mới lên mọng luôn á, lên mọng dài luôn giống như cọng lúa vậy đó. Ngân nghe nói cái cảng này thì khá là cạn, mình không có buộc được cọng dây mũi luôn á, giờ mình buộc hai cọng dây chéo nè, buộc vậy đó chứ không có buộc được cọng dây mũi luôn. Ngày mai khi mà nhận là phải căng ra phía bên ngoài, tại vì cái cảng này nghe nói cạn lắm. Nhìn vô trong đó là thấy bò đá à, nước trong nhìn xuống đây thấy luôn nè. Đây là cảng này là cảng Mỏ Nhác, mình không biết cái kho nằm đâu, nhưng mà nếu mà ngày mai nhận thì Ngân sẽ ra ngoài chỗ cầu cân đó đó, Ngân ngồi Ngân cân hàng. Sớm ở trước mũi thì người ta giọng ở trước này, người ta cũng đang làm cầu cảng nữa nè, ở trong đây làm cầu cảng quá trời. Nhưng mà vô trong đây thì đường ở trong đây nó hơi hẹp, lưu thông nó hơi bất tiện hơn so với ở ngoài. Nếu mà vô đây Ngân nhận xong thì Ngân đậu đây, Ngân chờ tới con nước lớn, mà nước lớn ngày là mình mới đi ra. Đây là phía bên kia bờ nè. Buổi chiều ở trong đây thì nó cũng ôi ơn trước hai cái cây quế đình đàn trồng nó tốt rồi nè, xanh luôn. Còn trên đây là húng lũi này, có con cây nha đam nè, cây nha đam này của Ngân. Còn đây là bụi xả, bụi xả này bữa giờ ăn cũng nhiều rồi đó, có bụi xả này chứ cũng đỡ lắm. Bây giờ xả hầm xuống, có buộc dây không? Em cứ xả dùng dây đi, cứ xả dùng dây đi. Ở phía trong này có mấy cái anh này thì mấy ảnh tàu này mấy ảnh hay bơm cát đó. Lúc trước hay đậu ngoài bãi nghêu nhiều lắm, mà bây giờ như không có hoạt động nữa hay sao á, chạy vô đây đậu hết rồi nè. Đó, mấy ảnh hay bơm cát ở ngoài biển vô sang mạng hay sao. Ồ, đậu đây một nồi luôn nè. Này chắc thả neo lái theo neo mũi chằn lại á. Ngay cái chỗ xà lan Ngân đậu á, ở ngoài đây có anh đá đang nhận xong chạy ra nè, mà bị cái chỗ này bị cạn rồi. Chiếc này mới rời bến ở trong cái bãi đá trong kia á. Đây nè,
bãi đá múc ở trong đó đó, nhận ở trong đó chạy ra, mới vừa chạy ra đây chút xíu á bị cạn rồi. Mọi người thấy bên kia sông có anh xà lan nổi không? Hồi nãy nó cạn á, nó hút nước vô trong đó luôn á. Nãy giờ chiếc này đạp ra, đạp lái qua bên hướng mình rồi ve lại nè. Cái đường ở trong đây á, nó cạn lắm. Bây giờ tối nay là nước rồng đồng sát luôn á. Ừ đúng rồi, nhiều không? Chắc là chịu không đó. Bây giờ không biết ra được không nữa. Hồi lúc chiều á, ông thuyền trưởng ông vô á, ông quài đầu ở chỗ này nè, là ngon thấy cái lái nó lên sình rồi. Mà mình đi lúc đó mình đi vô là mình đi nước rồng mà xà lan mình nổi nữa. Vậy là ngay chỗ này nó cạn lắm nè. Mấy cái anh xà lan cát đá này á là anh đi cái đường này quen rồi. Mấy anh đi Hà Rầm luôn á, chắc ngày đi ngày mấy chuyến á. Bởi vậy anh dám đi đêm chứ Ngân nữa, Ngân nhận xong á là Ngân canh nước ngày Ngân ra chứ không dám đi đêm đâu. Nãy giờ đạp không nhúc nhích luôn. Đinh Đàn với Hữu Tiền bây giờ đi lên bờ đi bắt bắt nghêu, bắt hến gì không biết. Hồi nãy bắt được con bạch tuộc. Ghê hả? Bạch tuộc phải có cái vợt mới vợt được, hên là mình có cái vợt á. Cái vợt vợt. Lấy cái vợt mới vợt được, bắt tay không bắt được nó đâu. Ông thuyền trưởng ngủ ngon đi lên bờ. Đi vòng vòng đi bắt bạch tuộc. Tôm nó khôn lắm, phải lấy cái vợt mới được, bắt tay không có dính nó đâu. Lúc nãy cái lái nó nằm ở chỗ cái lái chiếc nổi ở trong. Ghe nãy giờ tuột xuống dưới rồi mà không biết ra nổi không. Này đề máy vô cặp Ngân luôn cho rồi, nào nước lớn rồi ra. Giờ chạy tới vô cặp với Ngân luôn, nào nước lớn ra mà không biết. Còn mới thả cái neo xuống luôn. Sợ trong đây cát không á. Sình đó thì mình còn quậy quậy ngồi mình ra được, chứ cát là khó ra lắm. Đạp cục dây mũi á, đạp cục dây mũi á, nó chằn vô à. Bây giờ trên cảng người ta đang ủi cái băng tải, ủi băng tải ra ngoài. Buộc vô sẵn đá bự đó được không? Giờ đi kiếm cái chỗ buộc dây lái, cái cảng gì mà không có chỗ buộc dây lái luôn. Cái trụ đèn nó buộc sợ xuống sông luôn á. Chịu không ạ? Buộc vô cục đá đó, cục đá nào bự bự á đèn ơi. Kìa kìa, cục đá đỏ á nè. Cục mấy cục đá này dám được nè đèn. Cục đá nhô nhô này nó có cái chân có tảng ở dưới á. Được không? Chị sợ khẩm nó kéo xuống sông luôn á. Buộc đi, buộc đi, buộc đi, buộc đi. Sợ khẩm nó kéo xuống sông luôn á. Buộc cho chặt á, quấn hai ba vòng á nó tuột. À, giờ buộc vô cái trụ đèn này luôn. Không có chỗ cho xà lan buộc cho mũi với lái gì hết trơn. Giờ buộc vô trụ đèn đó luôn. Giờ Hữu Tiền
đang gắt dây lái rồi đó. Rồi ăn trước buộc dây mũi luôn. Giờ bên chủ hàng xuống xịt khử trùng khử khuẩn gì nè. Mở dây neo hả? Mở cọng dây neo, đang lấy cọng dây neo buộc dây mũi. Giờ mình buộc cọng dây neo thì nó nhỏ. Anh đưa cái đầu cho nó buộc dây mũi luôn đi ra tiền. Không qua không tới đâu. Em đưa lại đó cho nó phăng qua. Buộc dây mũi luôn. Buộc vô đỡ cái cây đằng đây nè, nãy kêu hủ tiền nó xuống nó coi coi cái cây nó chắc không. Giờ thì mình đã đi lên trên cầu cảng rồi. Bây giờ xe container đầu tiên chuẩn bị ghe vô làm hàng. Chủ hàng của mình lên quản lý à. Để đi, em làm hàng rồi để cho mọi người tốt cái bao nhiêu mình mở mình vô cho cái bao được. Bên chủ hàng thì cũng lần đầu tiên làm cái cảng này. Cảng này là cảng Mỏ Nhác đó. Còn bên Xà Lan mình thì cũng lần đầu tiên mình vô này luôn. Tốt. Nó chảy à. Nó tuột ra đó để nó che xe nắng. Từ khi nó bỏ rồi nó tuột nó đổ ập xuống giờ như này. Để quay phim như này không biết đường làm sao, không có hiểu nổi luôn á. Lấy gần cái rồi để thử. Ở đây nè, chú đội không lấy cho chú đội. Sao? Tới công chuyện luôn. Đo cái khoảng cách của chiếc xe mình đỡ cái này đo đâu tới không? Quá ngắn rồi. Dây đo thử. Cái xe công này nó quá xa, không sát được. Vậy sao đổ vô được? Xe này là xe công, hàng này thì lấy từ ở trên Sài Gòn trở về nè, đóng công trở về. Tình hình này là cái này không làm được rồi. Xa quá, này đổ một cái là nó chảy ra ngoài luôn. Tình hình này là chủ hàng thấy là chủ hàng bó tay chấm cơm. Giờ cái khoảng cách từ cái thùng công á với lại cái hớp mà mình xả hàng chạy băng tải á thì nó khá là xa luôn. Cái này phải nghiên cứu làm sao mà cho nó gần vô mới được. Xe công thì về, hiện tại bây giờ là về 2-3 xe, 3-4 xe gì rồi đó. Mà bây giờ tình hình này là thấy không có làm hàng được rồi.
cảng phải nghiên cứu lại mới được. Cái khoảng cách mà từ cái thùng công cho tới cái hớp của cái băng tải thì nó khá là xa luôn. Kiểu này mà mở lên cái là nó xà ra ngoài chứ nó không có hứng vô trong hớp được. Bây giờ cảng đang giải quyết tình hình coi như thế nào. Mình mà rớt xuống đây là chỉ có bỏ luôn chứ không có lấy được. Dính ba thằng đá hư hết. Đó, băng tải ở phía trong chạy rồi nè. Hàng mình xuống Thà Lan rồi đó. Quá xì à. Này mới làm có chút xíu mà xì cỡ này rồi, nguyên cái xe này đổ nhiều lắm. Kiểm tra hàng quá. Cái này nếu mà nó đổ ra ngoài là nó sẽ bị dơ. Anh tài xế này sốt sắng quá. Chở nhà ta thủ nào. Quành đây luôn, nó dư, phải nãy dư nó vòng qua đây luôn. Bên kia có dư không? Thôi, đây rồi. Ok rồi, che tấm bạc này là ok á. Họ đổ. Ê, mỗi xe mỗi che. Mỗi xe mỗi vô che. Lấy bên Mỹ.
Dạ thì Ngân đã đi xuống xà lan rồi cả nhà, hồi sớm giờ Ngân ở trển nó coi người ta làm hàng như thế nào. Tại vì cái cảng này thì là cảng than đá, mà cái hàng của mình là hàng xá. Hàng xá mà hàng xá giống như là bã bắp vậy đó. Hàng này thì nó rất là nhẹ và nó rất dễ bay, nó đổ. Nếu mà cái cảng này than đá người ta vệ sinh không sạch đó, thì hàng của mình nó rớt xuống đó thì nó sẽ bị dơ, không có lấy là được. Nếu mà bị dơ là mình bỏ luôn đó. Cái cảng này là cũng lần đầu tiên chủ hàng bên mình nó thuê để mà giao hàng cho xà lan, và xà lan mình thì cũng lần đầu tiên vào cái cảng này mình nhận luôn. Không theo như hồi sáng đó, lúc mà cái xe container người ta che vào á thì không có làm hàng được, tại vì cái khoảng cách từ cái thùng công cho đến ngay cái hốp thì nó khá là xa. Nếu mà cào hàng ra thì nó sẽ đổ xuống dưới, mọi người, nó không có vô trong hốp nhiều và nó sẽ đổ xuống dưới rất là nhiều, và hàng cái hàng mà đổ ra ngoài á không có lấy được thì mình sẽ bị mất. Cho nên là bây giờ bên cảng người ta đang tìm hướng để mà giải quyết cho hàng nó không đổ. Bên chủ hàng thì bây giờ người ta cũng tạm ngưng rồi, chờ bên cảng á, đang nghiên cứu coi làm như thế nào để mà mình làm hàng được nhanh á. Tại vì cái thùng container này là cái thùng công đầu tiên và mình vô làm cảng này, trước giờ người ta cũng không có làm hàng công luôn. Người ta chỉ làm hàng của xe ben thôi, không có làm hàng của xe thùng container. Bởi vậy nó cũng khó lắm. Giờ thì mình đang chờ cái hướng giải quyết từ bên cảng, người ta sẽ xử lý như thế nào. Kim Ngân á, bây giờ Kim Ngân xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn gặp ông bà, cô chú, anh chị vào phần 3 ngày mai nha. Bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.